Anh Lâm. Anh. Ôi sao? Ông May. Ông May. Khoan đã ông May. Anh. Anh định bỏ em hả? Anh hại em sao? Anh muốn quất người truy phong hả? Ông May. Trời ơi, tôi đang làm chuyện gì vậy trời? Tôi và anh Lâm yêu nhau á, không có lỗi gì hết á. Dung à, bởi vì tôi và anh Lâm á không cùng quyết không. Con là con của mẹ, Lâm là con của cậu Sơn. Hai đứa là chị em cô cậu đó. Con nói cái gì vậy? Con xin lỗi mẹ, nhưng con không phải là con của mẹ. Con là con của mẹ kia mà. Không, con chỉ mạo nhận là con của mẹ. Vì vậy con và anh ta có quyền yêu nhau. Con giết ủi. Mất dạy. Mày dám đưa cái lừa dối này ra để mày đòi yêu cháu nội của tao hả? Cái đồ hạ tiện. Chị Hai. Chị Hai. Chị sao vậy? Dung muốn chết, để cho Dung chết đi. Chị sao vậy? Chết, để Dung chết đi, Dung muốn sống nữa. Chuyện gì mà phải chết chứ? Nghe em nói nè, trên đời này ai cũng có lúc buồn lúc vui, nhưng mà không có lúc nào mình phải tự giết mình hết á. Chị Hai nói thử, sao tự nhiên bỏ nhà đi vậy? Dung có nỗi khổ riêng của mình. Nỗi khổ gì đến nỗi phải bỏ nhà đi? Bây giờ Dung không có nói được, nên đúng lúc á Dung sẽ kể cho mọi người nghe. Thôi, nếu chị muốn kể thì thôi vậy, em cũng không ép chị đâu. Dung rất là buồn, nhưng mà Dung không thể nói ra được. Lòng có hiểu cảm giác đó không? Cái cảm giác á, cứ phải giữ chặt cái gì đó ở trong lòng, nó khó chịu lắm biết không hả? Em nghĩ chị nên dọn về nhà đi, ở nhà sẽ tốt hơn ở đây nhiều. Dù có chuyện gì buồn thì cũng có gia đình, có mẹ, có ông bà ngoại, mọi người ai cũng yêu thương chị hết á. Dung không thể nào trở về được. Dung buồn quá à. Lâm uống rượu với Dung nha. Uống với Dung đi Lâm. Dung chỉ muốn mượn rượu để giải sầu thôi. Cái này vừa rồi mà. Được rồi chứ? Nãy giờ ông ngồi đây tâm trí ông để đâu vậy? Không có, tại vì mày thay nhiều đồ quá tao gói. Ông lại nói xạo tôi nữa rồi. Gia tài của tôi có mấy cái áo duy nhất thôi, vậy mà ông nói nhiều quá rối mắt. Không phải xạo lại gì. À, mặc cái này đẹp nè. Được đẹp không? Đẹp thiệt phải không? Tụi mình chỉ đi ăn chút xíu vậy, bộ đi ăn đám cưới đâu, sao mà mày đẹp quá vậy? Đồ đẹp thì mặc thôi. Ê, tao nói thiệt nha, phải có thằng Lâm đi chung nên mày mới đẹp vậy phải không? Đúng không? Nhìn cái mặt mày là biết rồi. Sửa soạn cả tiếng đồng hồ luôn, thấy gớm. Lúc người ta không có sửa soạn á thì nói mày là con gái mà không biết điệu gì hết. Giờ người ta điệu có chút xíu đã nói rồi là sao? Còn cười nữa hả? Mai mốt tôi không thèm đi, cho đi một mình cho biết, coi ai buồn biết liền à. Không đi chung với tao thì đi riêng, mày với nó đi riêng không chứ vậy. Rồi đi riêng rồi, hai đứa vô công viên, hai đứa nè. Hai đứa cái gì? Cái gì hả? Cảm ơn Lâm đã tới đây với Dung. Thì mình là chị em mà, sao mà em không tới được chứ? Lâm nói đúng. Nhưng mà Dung thấy cô đơn quá à. Không có ai yêu Dung hết á. Dung không có tình thương của gia đình, mà cũng không có tình yêu nữa. Chị đừng có nói vậy chứ. Mọi người trong nhà ai cũng thương ai cũng yêu chị mà. Không phải đâu. Dung lúc nào cũng cảm thấy lạc lõng khi sống trong căn nhà đó hết á. Dung cứ bị cảm giác đó hành hạ. Thật là khổ sở. Dung chỉ muốn sống trong một gia đình thật sự thôi. Một nơi mà Dung cảm thấy thiệt là ấm áp. Chứ ở căn nhà đó Dung thấy lạnh lẽo lắm. Làm uống đi. Dung rất là chán ngán chuyện tranh giành tiền bạc, so kè vật chất. Dung mệt mỏi lắm rồi. Tiền là con dao hai lưỡi mà. Nó vừa giúp ta vừa hại ta. Nếu ta không khống chế được nó, ta sẽ trở thành nô lệ của nó. Dung biết mà. Chỉ có Lâm mới đồng cảm với Dung thôi. Chứ người khác ai cũng mê tiền hết trơn á. Uống đi Lâm, uống đi Lâm. Sao kỳ vậy? Sao tử lượng mình bữa nay yếu vậy ta? Ngạc nhiên lắm hả? Chắc có lẽ tại Dung xài quá liều thuốc mê với Lâm đó. Sao mà kỳ vậy ta? Sao giờ này nó chưa tới nữa ta? Hay là nó không đi? Ê, có khi nào nó chỉ khoái bàn công việc với mày thôi, chứ không có tình cảm riêng gì mày đâu ha? Không phải đâu. Anh Lâm mới là người thẳng tính lắm. Nếu như mà anh không thích thì ngay từ đầu đã từ chối rồi. Không biết có chuyện gì không nữa ta? Thường thì lúc nào anh cũng đúng hẹn hết á. Ủa sao giờ này mà anh còn đang ở tầng đâu vậy? Nói gì vậy? Hả? Hay là giờ ông với Linh đi tới quán kem trước đi. Tôi sẽ đi đón anh Lâm rồi tới sau. Vậy nha. Vậy cũng được. Đi ghiêng hai đứa. Đi đi. Anh Lâm. Anh. Ủa sao? Ông May. Ông May. Khoan, ông May. Anh định bỏ em hả? Anh hại em sao? Anh muốn quất người truy phong hả? Ông May. Trời ơi, tôi đang làm chuyện gì vậy trời? Khủng khiếp. Tại sao anh lại có thể làm như vậy chứ? Anh với nó là chị em bà con mà. Trời ơi, tôi phải làm sao đây chứ? Ông Bảy ơi, coi trọng không ông Bảy? Kỳ vậy trời, hẹn hò đã mất tiêu rồi trời. Hả? Hay là muốn tạo cơ hội cho mình với Linh? Giờ sao trời? Ừ? Thôi chuyện gì còn không ngán. Không lẽ đi chơi với cô giáo Linh mà mình ngán sao? Chơi luôn. Vĩnh biệt. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu Lâm ơi. Bà, tôi xuất viện cả buổi chiều rồi mà sao tôi không thấy một đứa nào hết vậy? Con Dung nó đâu? Thằng Lâm nó đâu? Bộ tụi nó không biết tôi xuất viện về nhà sao bà? Cháu ngoại của ông á, nghe cô Dung nó nói là nó xách giỏ nó đi chơi từ chiều hôm qua tới giờ. Cũng lạ, ông ngoại bệnh mạnh nó cũng đi chơi được. Hay thiệt. Còn Lâm thì ông biết rồi đó, nó ở trong xưởng suốt ngày chứ đâu. Về nghe thằng Sơn nó nói à, có nhiều đơn đặt hàng lắm, cho nên phải làm ngày làm đêm cho kịp. Vậy chẳng lẽ vậy mà ông giận nó sao? Trời ơi đâu có, hỏi vậy mà. Ba ba uống chén canh cho nó khỏe đi ba. Được rồi con. Bưng 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 đưa ba con. Dạ con chào ba mẹ. Ủa chị Hai, chị Hai cho ba ăn gì vậy? Chị nấu chén canh để tẩm bổ cho ba. Canh á thì từ từ ăn cũng được. Ba ơi, ba ăn cháo bào ngư cho lại sức nha ba. Nhà hàng họ nói á, tẩm bổ cho người bệnh cháo bào ngư là số 1 đó ba. Tại vì mua cháo bào ngư á, tụi con mới về trễ vậy nè. Được anh qua bóp vai cho ba đi. Thôi được rồi, không sao đâu ba. Con về á, tụi con mừng ghê vậy đó. Mẹ, ngày mai á mình đi chùa Tà Lễ nha mẹ. Kỳ Dung, con về rồi đó hả? Dạ, con thưa bà nội, thưa cô, thưa ba mẹ. Con đi đâu làm cho mẹ lo quá chừng à. Chào bà, con chào cậu mợ, chào mẹ. Ông khỏe rồi hả ông? Con không ngờ hôm nay con được gặp ông. Như vậy á thì mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều. Con đi đâu mà để cho mẹ con nó lo quá vậy? Dạ, tại vì con có chuyện cần suy nghĩ nên con muốn tịnh tâm vài ngày. Nhờ có anh Lâm á mà con thấy lòng mình nhẹ nhõm và gút mắt trong lòng á được giải tỏa hết. Lâm, con Dung nói vậy là sao vậy con? Sao con gọi là anh Lâm? Mợ, con biết á, trong nhà này á mợ quan tâm, chú ý đến con nhiều nhất. Không biết có phải vậy không á mà số phận lại đẩy đưa cho kể từ nay á con với mợ á càng thân thiết, gần gũi nhau hơn. Con nói chuyện mà khó hiểu quá. Con nói bậy bạ gì vậy hả Dung? Lâm, nó nói vậy là sao? Bà ơi, bà khỏi phải suy nghĩ nhiều chi cho nó nhức đầu. Mọi chuyện đơn giản lắm. Con đâu phải là hạng người hay mưu kế lừa đảo lừa gạt người này người nọ đó bà. Ông vừa mới bệnh vậy, chuyện gì nên nói thì hãy nói, còn cái chuyện gì không nên nói thì để khi khác. Hiểu không? Dạ hiểu. Nhưng cái chuyện này á thì rất là nên nói, để cho gia đình mình á khỏi phải hoang mang. Dung, con làm cho mẹ hồi hộp quá à. Con bỏ đi mấy ngày rồi bây giờ quay về úp mở như vậy là sao? Thôi, anh thấy ngại á thì để em nói vậy. Dung, anh định giấu mọi người đến khi nào? Chúng ta là người một nhà mà. Dung, thưa ông bà, mẹ và cậu mợ, thật ra thì từ lâu rồi con và Lâm yêu nhau. Trời, con nói cái gì? Bộ mày điên rồi hả? Bà, chẳng những vậy á, tụi con yêu nhau và đã bước qua giới hạn. Trời ơi, anh Lâm, có phải anh ăn ở với em rồi không? Dung, trời ơi trời. Chuyện đó chỉ là lỗi lầm do sai quá thôi. Trời Ơi, tụi bay câm hết đi. Tụi bay điên hết rồi sao? Ông, tại sao tụi bay làm cái ba. Ông nội cái, ông. Làm cái chuyện mà nhớ nhuốc như vậy hả? Bà Xuân, vợ chồng Sơn, con Nhung, tại sao các người lại để cái chuyện này xảy ra trong gia đình mình vậy? Chuyện này chẳng qua chắc có chuyện hiểu lầm gì đó thôi à. Trời ơi. Thôi từ từ, ông nằm nghỉ đi rồi tôi hỏi tụi nó coi ra sao. Hen. Dung à, ông ngoại đang bệnh. Còn nói cái kiểu gì vậy? Cô muốn hại chết ông ngoại sao? Đi đi. Cô Qua đâu? Đuổi nó ra ngoài. Qua. Qua. Đúng dạ. Con đi ra ngoài. Lại lên. Cô làm ơn đi giùm tôi đi. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Kìa Dung mà. Dung, buông tôi ra. Không còn kỳ nữa tôi sẽ nói hết tất cả. Để cho nó nói. Để nó nói bạn nghe. Tôi và anh Lâm yêu nhau á, không có lỗi gì hết á Dung à. Bởi vì tôi và anh Lâm á không cùng huyết thống. Con là con của mẹ, Lâm là con của cậu Sơn. Hai đứa là chị em cô cậu đó. Con nói cái gì vậy? Trời ơi. Con xin lỗi mẹ, nhưng con không phải là con của mẹ. Không, con là con của mẹ kia mà. Không, con chỉ mạo nhận là con của mẹ. Vì vậy con và anh ta có quyền yêu nhau. Con Băng. Ôi, ôi. Mất dạy. Mày dám đưa cái lừa dối này ra để mày đòi yêu cháu nội của tao hả? Cái đồ hạ tiện. Cút đi, không tao sẽ kêu công an bắt mày vì cái tội lừa đảo. Mày dám thấy tôi hả? Mày tưởng mày trong sạch của tôi hả? Nhìn nè. Ba. Ba, ba có sao không ba? Loạn hết rồi. Ba. Đi. Ông nội, đưa nó ra. Ba. Bỏ ra. Buông ra. Ba ơi. Nội ơi. Tôi. Nội ơi. Tôi đã gây ra tội tình gì ông. Mà bây giờ gia đình này như thế này. Này. Đưa ba lên phòng luôn đi. Dạ. Đi nhanh lên. Để đó. Mở cửa ra. Mở ra. Tôi phải chạch bộ mặt dối trá của mấy người. Anh Lâm phải có trách nhiệm với tôi. Mở cửa ra. Mẹ, bây giờ mình tính sao mẹ? Chuyện đến nước này rồi, không giấu ba bây được nữa đâu. Con nhỏ này, mẹ không tha cho con nhỏ này. Nó là con quỷ. Út May à, em mở cửa cho anh đi. Út May à, nghe anh nói nè, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Anh với Dung không có gì hết á. Út May à, anh biết là anh có lỗi mà, nhưng mà em phải nghe anh giải thích chứ Út May. May à, mở cửa đi, anh xin em đó. May à, anh nói thiệt đó. Tất cả những gì em thấy không phải là sự thật. Anh với Dung thật sự là không có chuyện gì với nhau hết á. May à, mở cửa cho anh đi. Nếu anh không mở á, anh sẽ ngồi đây chờ tới khi nào mở cửa thôi á. Ai đưa lối cho chàng tới đây? Ái tình nó xui tôi tìm kiếm. Chàng có yêu em không? Thưa tiểu thơ, tôi xin thề có mảnh trăng kia đương giác bạc trên ngọn cây chịu quả. Em xin chàng đừng lấy trăng kia thề thốt. Dần trăng nghiêng ngã, bây giờ đã thay đổi đường đi lối về. Em sợ tình chàng cũng giống như trăng kia thay đổi. Tao mày, tao diễn kịch nó cười. Trời ơi chú Tùng ơi, cười đó mà cười. Ông May đang khóc đó. Ông May. Ủa nó May à, nó cười vậy? Trời ơi là trời. Đúng là kẻ khóc người cười mà. Nếu nó khóc thì tao cười. Trời ơi chú Tùng ơi, chú hại con thiệt rồi. Ông Mày à, mở cửa cho anh đi mà. Mày, em đừng có khóc nữa, mở cửa cho anh đi. Bây giờ mở không? Không mở là anh đập vô á. Anh còn gì để nói với tôi nữa? Mày à, anh không có hề yêu Dung. Tôi căm ghét những người đàn ông ăn nói vô trách nhiệm như vậy. Em đánh anh nữa đi. Anh không hề yêu Dung thiệt mà. Anh không hề yêu Dung. Vậy tại sao anh ngủ với nó? Dung nó muốn tự tử nên anh đến can ngăn an ủi, rồi cô ấy lấy rượu ra uống. Anh không muốn làm cô ấy thất vọng nên uống chung. Ai ngờ anh lại say. Rồi anh đang đóng tù Lan và Điệp hả? Mẹ, em tin anh đi. Anh thật là gớm ghiếc. Anh có biết là Dung đó là... Không, Dung đã thừa nhận. Dung không phải là chị gái của anh. Dung chỉ mạo nhận mà thôi. Cái gì? Nó dám làm chuyện đó hả? Ừ. Dung không phải là chị em dĩ anh hết. Anh đoán trong chuyện này Dung chỉ gài bẫy anh. Vì em cũng biết, từ trước đến giờ Dung có tình cảm với anh. Nên... Tôi không muốn nghe nữa. Từ nay chuyện của hai người không liên quan gì tới tôi hết. Anh đi về đi. Út mày, anh chỉ muốn nói sự thật mà thôi. Anh cũng không hy vọng em sẽ tha thứ cho anh ngay lập tức, nhưng mong thời gian sẽ làm em suy nghĩ lại, bình tĩnh và tha thứ cho anh. Anh đừng có nuôi hy vọng. Từ nay tôi sẽ không bao giờ gặp anh nữa đâu. Ý em là... Sẵn gặp ngài quản lý ở đây, tôi xin thưa là tôi sẽ nghỉ việc. Cái gì? Mày, em đừng có làm vậy mà Mày. Xưởng sơn mài cần em, anh cũng cần em. Nhưng mà tôi không cần cái nơi đã làm tôi mất lòng tin về tình cảm của một con người. Mỗi lần tôi gặp anh, tôi sẽ nhớ tới sự phản bội của anh. Như vậy làm sao tôi sống nổi chứ? Nếu như mà anh còn nghĩ tới tôi á, đừng bao giờ đứng trước mặt tôi nữa. Anh làm ơn đi đi. Hả? Hả? Út Mai, mày định bỏ việc thiệt hả? Út Mai, vào đi. Chuyện này chị Hai... Chắc chị Hai không sao chứ? Tôi thà chết còn sướng hơn là chịu cảm giác này. Chị Hai... Chị Hai à, chuyện này đâu có ai mong muốn đâu. Đâu có ai về là... Cô cậu có hiểu nỗi đau của tôi không? Bao nhiêu năm trời tôi thất lạc con. Cô cậu báo là tìm được con của tôi về. Bây giờ hóa ra chỉ là một người dân xa lạ. Thời gian qua tôi đã bỏ mặc. Tôi không tìm con gái nữa. Lỡ như tôi bỏ qua cơ hội tìm gặp con tôi thì sao? Thôi đi, cô cậu đừng nói gì nữa hết. Đi, đi ra ngoài hết đi. Chị Hai, em xin lỗi chị mà. Trong chuyện này em có lỗi nhiều lắm. Tụi em sơ suất quá. Nhưng mà tụi em đâu có muốn sự nhầm lẫn đáng tiếc này đâu. Đáng lý ra tụi em không được phép nhầm lẫn để gây đau khổ cho chị. Nhưng mà tụi em đâu có muốn lừa dối chị đâu. Tụi em lừa dối chị để làm gì chứ? Thôi, bà im đi. Anh phải để cho em giải thích cho chị Hai hiểu. Để không thôi chị Hai hiểu lầm vợ chồng mình thì sao? Chị à, tụi em chỉ sơ suất thôi. Tụi em đâu có ngờ á, con Dung á nó là gian xạo dữ vậy. Chị bỏ qua cho tụi em nha. Tụi em hứa sẽ tìm bé khế về cho chị. Em hứa đó, em thề đó. Chị Hai. Thôi, Hai người đi ra ngoài đi, tôi muốn ngồi một mình. Chị à... Thôi, đừng có làm phiền chị Hai nữa. Chị Hai à, em biết chị sẽ bỏ qua lỗi lầm của em, nhưng mà bản thân của em chắc không tha thứ cho mình được. Con ơi là con. Nè vợ. Út mày, bay ăn đi cho đỡ buồn. Tụi nó có lòng mua cho bay đó. Ê Út mày, mày ăn gà chiên đi, cái này mắc lắm đó nha. Tụi tao thương mày lắm nên mới mua cho mày ăn đó. Ăn đi. Mày mày uống miếng nước đi. Tao nghe quảng cáo nói là cái nước này bổ sung sức lực. Uống vô là hết buồn, là sảng khoái liền. Ăn đi con. Đi, để bà hát cho con nghe. Mai lỡ hai mình xa nhau. Trời ơi, ông Tùng ơi. Hả? Ông ca bài khác đi. Cốt mày á, nó đang buồn vậy đó. Mà ông ca bài đó, trời, nó muốn đi tự tử luôn á. Vậy ta kiếm bài vui cho nó nghe nha. Yêu người như thế đó. Trời ơi, hát nữa. Trời ơi. Trời ơi là trời. Ba hát cái bài đó hả? Con muốn chết luôn á, huống chi là con út mày. Con không có hiểu, ba ca những cái bài buồn như vậy á, nó nghe riết nó bị bội thực. Bội thực nhạc buồn là nó vui à. Hiểu không? Thiệt không ba? Con buồn nhưng mà con thấy mọi người lo cho con như vậy, hết buồn à. Hết buồn phải không? Vậy cười đi, cười cho ba vui coi. Mày cười giống bà Mười quá hả? Cười hở răng ra. Gì ba? Sao vậy ba? Sao tự nhiên ông Tùng kêu mày nó cười mà ông Tùng khóc dữ vậy? Nó cười nghe buồn quá tao khóc. Trong con mắt nó có giọt mưa. Mưa rồi. Buồn ơi mưa buồn. Trời ơi, trời ơi. Mưa nhớ ai mưa triền miên. Phải chăng bà không tin một mình con Dung không thể nào làm ra được. Không thể nào nó làm ra được cái màn kịch không kẽ hở này. Dạ, nó là người ngoài, làm sao biết được những chuyện xảy ra trong gia đình mình. Nó không thể nào để rành mạch được những kỷ niệm ngày xưa của mẹ con nó được. Ngoại trừ chính người ở trong cái nhà này tiết lộ cho nó biết, dặn dò nó phải kể rõ như vậy, đúng đến từng chi tiết, cho đến nỗi mẹ ruột của nó phải tin một đứa cù bơ cù bất như vậy là con ruột của mình. Có phải vậy không? Dạ. Thằng Sơn nó là con của ba. Bà biết cái tánh của nó. Nó không đủ gan để làm cái chuyện này đâu. Chỉ có cô con dâu tài ba của tôi mới đủ sức nghĩ ra cái trò tán tận lương tâm này mà thôi. Ba, con lại ba. Con sai rồi. Dạ, tại con mù quáng, con ghen ghét với chị Hai. Tại con thấy chồng con của con dồn sức cho sự sơ mài, lo cho sự nghiệp của gia đình mình, mà ba chia phần cho chị nhiều hơn á, cho vợ chồng con. Cho nên con mới làm như vậy, để dành phần cho chồng con. Con, ba tha tội cho con đi ba. Con biết sai rồi ba ơi. Trời ơi là trời. Người chung một nhà mà mày nỡ. Mày cũng làm mẹ rồi mà Hồng à. Mà tại sao mày lại ác như vậy? Tiền bạc vật chất đã làm cho mày mù quáng rồi sao Hồng? Bà cưới con về cho thằng Sơn là để cho con giúp cho chồng con, chứ đâu phải để con lôi kéo nó, để cho nó trở thành một cái thằng tàn nhẫn như vậy đâu. Trời ơi là trời, tại sao mà như vậy Hồng? Ba có sao không ba? Ba có sao không ba? Mẹ ơi ba. Ông Bảy, ông Bảy, Lâm đâu rồi ông Bảy? Sao con điện thoại hoài mà nó có bốc máy vậy ông Bảy? Trời ơi, khách hàng đang muốn đặt thêm hàng, con muốn biết là nó đáp ứng được hay là không. Thú thật với cậu, là cậu Lâm mấy hôm nay nhốt mình trong phòng, không chịu gặp ai hết. Có gì vậy hả ông Bảy? Chuyện riêng của cậu Lâm tôi không dám lạm bàn. Hey, sao lần này xưởng gặp nhiều chuyện quá vậy? Tình hình chậm chạp như vậy, không lẽ Lâm muốn hủy hợp đồng nữa? Không đâu, nhưng mà... Trời ơi, con với xưởng đi chung một chiếc xuồng rồi. Thằng Lâm á, nó mà xảy ra chuyện gì ảnh hưởng tiến độ của công ty là con chết, mà nó không chết nữa. Ông Bảy, ông nói với con biết chuyện gì đi ông Bảy. Thì cô Út Mây thương cậu Lâm, chắc cậu cũng biết mà. Dạ. Không hiểu sao má xui quỷ khiến gì mà cậu Lâm lại đi lẹo tẹo với con nhỏ khác. Còn Út Mây nó phát hiện nên nó đau khổ, nó chia tay với cậu Lâm, kéo theo tụi nhân công bạn của Út Mây cũng đình công luôn. Vì giận cậu Lâm tham đó bỏ đăng, thấy trăng quên đèn. Có chuyện đó sao? Bây giờ cậu Lâm hối hận lắm, vừa buồn chuyện tình cảm, vừa buồn chuyện xưởng sơn mài, nên nhốt mình ở trong phòng. Cậu là bạn của cậu Lâm, cậu giờ an ủi cậu Lâm đi. Đáng đời nữa, có người yêu với Út Mây mà còn lẹo tẹo với con gái khác. Bây giờ ráng mà giải quyết hậu quả. Cả cậu Tiến là người ngoài mà cũng còn bực mình, thì nói gì là có Út Mây. Trời ơi sao mà cứ chăm chuyện này vậy? Cái thằng lạ vậy trời. Đúng là thấy bạn bè sơ hở chọt vô liền. Nhưng mà ai biểu thằng Lâm cà chớn, cho nên nó mới tạo cơ hội cho thằng Tiến. Ê, tao ủng hộ mày đến với thằng Tiến á. Chuyện tôi với ông Tiến để qua một bên đi. Tôi muốn hỏi ý ông như thế nào về việc ông Tiến hướng cho tôi đi học nghề kia kìa. Làm gì định bỏ đây vậy? Tụi tôi muốn biết bảo mày bà hết buồn chưa? Đồ điên à. Út Mai, tôi thấy bà nên đến với ông Tiến đi, để còn được đi học. Về bà còn chỉ với tụi tôi nữa. Đúng rồi đó nhá. Đúng rồi đó, ông Lâm mang tiếng gì cũng được, miễn sao hết lòng với mày giúp tụi tao là được rồi. Ok luôn. Nhưng mà mày vẫn còn thương thằng Lâm chứ gì, đúng không? Không, tôi và ông Lâm không còn liên quan gì tới nhau nữa hết á. Vậy còn ngần ngại gì không đến với thằng Tiến đi? Đúng rồi, tôi không có ngần ngại, mà tôi cũng không muốn dính tới chuyện yêu đương nữa. Vì vậy tôi không muốn nhận sự giúp đỡ của ông Tiến, như vậy sẽ lằng nhằng tình cảm lắm, ông hiểu không? Cơ hội không có đến nhiều lần đâu con à. Thằng Lâm á, nó tệ quá à. Chưa cưới mà nó đã vậy. Mà nếu sau này á, làm vợ chồng á, thì con làm sao chịu nổi cái thói trăng hoa của nó. Đúng rồi đó. Thằng cha đó không có đàng hoàng, không tốt với Út Mây là tôi không ưa đó. Đúng rồi. Bà biết sao không, tụi tôi á cũng muốn bà vui, lúc nào cũng muốn bà gặp người tốt hết trơn á. Chứ bà buồn á, tụi tôi cũng buồn theo chứ bộ. Với lại á, tôi thấy ông Tiến á cũng nghĩ cho bà, đúng không? Mà ông cũng nghĩ cho tụi tôi nữa. Bà đừng suy nghĩ gì nữa Út Mây ơi, tới luôn. Đúng rồi, tới luôn. Thôi được rồi, để tôi gặp ông Tiến. Tôi đồng ý đi học nghề trước đã, tình cảm á thì tính sao, được chưa? Cá cắn câu rồi mà còn tính gì nữa hả 30? Tịnh là mỗi ngày á mình phải để dành tiền ha, để mừng đám cưới cho tụi nó chứ. Bà tính xa quá, biết tụi nó có cưới được nhau không? Nhỏ này còn phải hy vọng nữa chứ. Đúng rồi. Mai lỡ hai mình xa nhau, đừng khóc cho mi huê. Ủa? Nhỏ? Dạ. Nhỏ đi đâu vậy nhỏ? Con đi công việc đó ông Tùng. Xạo nè, nhỏ giấu Tùng nè. Nhỏ đi hẹn với bồ mà nhỏ nói nhỏ đi công việc. Tùng biết hết luôn á. Ông Tùng biết gì? Một người đi với một người đi với nụ cười hắt hiu. Hai người vui biết bao nhiêu, một người lặng lẽ buồn thiêu đừng nhìn. Ông Tùng biết hết trơn à. Thôi con đi nha. Nhỏ. Dạ. Nhỏ đi với người này mà lòng vẫn nhớ người kia phải không nhỏ? Ông Tùng nói tùm lum mà. Nói tùm lum mà chúng tùm la. Bả mà bả đi học nghề về rồi nha. Anh Tiến về, anh Tiến mở xưởng xương mài xong, vào cái xưởng xương mài của anh Lâm, bánh nhà lòng chợ luôn. Đúng rồi đó. Mày nói gì kỹ vậy? Ai biểu ông Lâm chơi đểu? Dám động tới ai? Chứ động tới đại sư tỷ của cái xóm này hả? Là phải chết. Thôi mày ơi, chuyện người lớn biết gì mà nói. Biết sao không biết? Ủa, sao con Út May nó về kìa mày? Ê, có khi nào nó quên xịt dầu thơm không? Nó có xài dầu thơm đâu mà xịt. Ê, tôi nghĩ kỹ rồi. Tôi không có tình cảm với ông Tiến, mà làm vậy là lợi dụng người ta thì kỳ lắm. Chứ giờ tính sao? Dù anh Lâm có tệ bạc với tôi, nhưng mà anh đối xử với mọi người rất là đàng hoàng. Với lại tụi mình cũng đã bỏ ra rất là nhiều công sức và đã có kết quả ở xưởng sơn mài rồi. Tụi mình không nên đập đổ hết như vậy. Nhưng mà... Không nhân nhị gì hết. Chuyện nào ra chuyện đó. Chơi như vậy mới sòng phẳng chứ. Ông thấy sao? Con Út May nó nói đúng á. Tụi mình nóng nảy quá. Làm như vậy không có đúng đâu. Nhưng mà bây giờ không biết phải làm sao. Thôi cứ để cho Út May nó làm gì làm đi. Từ đó giờ nó không có làm gì sai hết trơn á, phải không? Sao? Ê, mày đâu vậy? Ủa, mày đi đâu vậy? Định gặp anh Tiến hả? Không, tao có nói là tao đi gặp anh Tiến đâu. Tao đi gặp ông Lâm. Trời ơi. Ê, có kịch coi rồi đó. Ê, tụi mày đi coi với tao không? Đi chứ sao không đi. Anh Lạc Đà đi với tụi em đi. Rình coi cái màn kịch Lâm Ly bi đát này mới được. Lâm Ly cái đầu mày á. Chuyện riêng của người ta cứ đi hoài. Tụi bay á, ngồi đi hết, chờ tao. Ủa, anh đi đâu vậy? Tao đi lát nữa tao về tao kể cho nghe. Hả? Trời ơi, đồ chơi ăn gian. 55 có người muốn gặp con nè. Con không muốn gặp ai hết á. Con ra đi, nếu không là con sẽ hối hận đó. Con nói rồi, con không muốn gặp ai trong lúc này hết á. Chú Bảy có mặt kệ con đi. Con ngồi để đỡ đi. Lẹ lên, để chú giải quyết cho. Ngồi xuống. Chú Bảy kệ con á, nhưng mà Út May nó không chịu kệ. Hả? Út May? Chú Bảy nói gì? Út May đâu? Ủa, con không ra mà. Chú Bảy, mà Út May tìm con thiệt đúng không chú Bảy? Thiệt hay giỡn gì á, cứ ra đây thì biết. Thì khổ ơi là khổ á. Khi yêu thì quấn quýt không rời, đến khi giận thì đống rác thì nhìn, còn bản mặt thì không ngó tới. Út May đâu chú Bảy? Đây con tìm Út May. Chờ chú, Út May, em tới nào vậy? Lòi cái đuôi nòng nọc ra chưa? Nói không muốn gặp ai mà cứ gặp người ta là khóc à? Nghe nói anh không khỏe hả? Nó có ăn uống gì đâu, chắc phải ốm đi mấy ký á. Con mà tới chậm chắc nó chết đói à. Hồi xưa nhìn phong độ bao nhiêu, bây giờ nhìn y như hàng mặt tử. Thôi chịu ngó nhau rồi chú Bảy đi nha. Chú làm kia đà cản mũi kỳ lắm. Thiệt, chắc là phải cúng giải hạn quá. Sao cái xưởng này hết xảy ra chuyện này đến chuyện kia. Tóc mày chuyện của anh và Dung. Thôi anh đừng nói nữa. Hôm nay tôi đến không phải để nhắc những chuyện đó đâu. Đó là quá khứ rồi. Mày, còn chuyện giữa anh và em thì sao? Cũng vậy. Chuyện đó là quá khứ rồi. Mình nói chuyện hiện tại đi. Là chuyện gì? Hôm chuyện xưởng sơn mài, chuyện dự án giữa tôi và anh, chuyện bạn bè anh em của tôi đang làm việc ở đây. Được, em nói đi, anh nghe nè. Tôi muốn biết là bây giờ giữa tôi và anh không còn quan hệ tình cảm nữa, thì anh có muốn tiếp tục làm việc với tôi nữa không? Chẳng lẽ em cho là trước đây làm việc với em chỉ vì anh yêu em thôi sao? Anh đừng hỏi chuyện cũ nữa được không? Tôi muốn biết suy nghĩ của anh lúc này thôi à. Tất nhiên là anh muốn làm việc với em mà. Từ khi anh làm việc với em, anh có nhiều sáng tạo hơn, công việc cũng đạt năng suất nhiều hơn. Vậy được. Nếu vậy thì tôi sẽ quay lại xưởng làm việc. Út Mai, em lạnh lùng như vậy sao? Anh xin lỗi chuyện của anh và Dung mà. Thôi, có những chuyện á, xin lỗi là xong. Nhưng mà chuyện này riêng trong tình yêu á, thì lời xin lỗi không thể lấy lại những gì đã mất đâu. Tôi không thể nào quên được những điều anh đã làm cho tôi đâu. Và sau này tôi cũng không thể nào tin tưởng vào tình cảm được. Út Mai, em khắc nghiệt với anh quá vậy. Phải. Bởi vì tôi quá yêu anh nên tôi không thể nào tha thứ cho anh được. Nhưng mà... Mà thôi đừng có nhắc lại cái chuyện đó nữa. Út Mai, em nói không nhắc, nhưng liệu trong lòng của em có quên được không? Thôi được. Nếu như anh đã nói vậy á, thì hãy xem như tôi đến đây là một sai lầm. Tôi sẽ không làm phiền anh nữa đâu. Út Mai, anh xin em. Được, anh sẽ không nhắc lại chuyện tình cảm của tụi mình. Giờ chúng ta chỉ là công việc thôi. Nếu như mà anh nhắc lại chuyện tình cảm riêng tư á, thì tôi sẽ nghỉ việc ngay lập tức. Thôi, đừng có đầu rỉ hoài vậy. Yêu đương thôi mà. Cỡ như mày thiếu gì gái theo. Mày không hiểu đâu. Lần này là tao yêu thiệt đó. Út Mai có gì mà mày yêu như vậy? Nhiều lắm. Ví dụ như Út Mai là một cô gái thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy, tự trọng, đúng không? Tiền bạc, vật chất không lay chuyển được. Lại sống như người khác, lại có tài năng, gần bùn mà vẫn hôi tanh mùi bùn. Mà lại đẹp nữa. Út Mai đẹp hơn những cô gái khác. Út Mai đẹp cả tâm hồn lẫn ngoại hình. Sao mày rành vậy? Không nói dối gì mày, tao cũng thầm hiểu Út Mai. Bởi vậy khi tao thấy mày làm khổ Út Mai, tao tức lắm. Tao rủ Út Mai đi chơi cho khuây khỏa. Rủ mà có đi không? Mày là bạn tao mà vậy. Bạn thì bạn, nhưng tình cảm chân thành thì làm sao tao kiềm chế được. Tao tin chắc là Út Mai chỉ xem mày với bạn thôi. Út Mai chỉ đi chơi cho đỡ buồn. Út Mai... Mày chắc gì không? Mày không tin là mình đang có báu vật ở trong tay nên mày không biết quý. Mày nói vậy là sao? Thì đúng như mày nghĩ đó. Út Mai chỉ xem tao như một người bạn thôi. Không hơn không kém. Tao biết bây giờ Út Mai cũng đang rất giận mày, nhưng cô ấy cũng rất yêu mày. Mình nên tìm cách chuộc lỗi với Út May. Chắc chắn Út May sẽ lay chuyển. Băng đá mà còn tan chảy dưới ánh mặt trời thì không sự hờn giận nào bằng với sự xin lỗi chân thành đâu. Út May là một cô gái hoàn hảo. Yêu mày chân thành. Nếu lần này mày không đủ sức làm cô ấy tha lỗi cho mày thì chính tao sẽ làm cô ấy yêu tao đó. Anh biết là anh Lâm, ông Bảy nói em á là kêu anh liên hệ với bên Sơn, kêu thêm một xe Sơn nữa, sắp hết Sơn rồi đó anh. Anh sẽ gọi. Vậy em đi về xưởng làm việc nha. Dạ. Anh nói nè, Út May có dưới xưởng không? Dạ dạ có, nó đang cắt ốc với cắt trứng ở trên trển đó anh. Em à, Út May có bình thường không? Ủa, bình thường là bình thường sao anh? Hồi đó tới giờ nó khùng điên ba chợ hồi nào đâu. Không. Ý của anh nói là Út May có vui vẻ nói cười với mọi người không? Ủa, mà làm việc có gì đâu cười anh. Tự nhiên mà cười á là mệt lắm nha. Giống vợ ông Bảy á là căng lắm á. Không, ý của anh không phải vậy. Thôi đi. Sao em khó hiểu quá à? Còn gì nữa không anh? Thôi em xuống làm việc đi. Vậy em đi nha. Em đi á. Thấy chưa, em biết mà. Còn gì nữa? Thì em vô đây anh nhờ chút. Mã gì vậy anh? Hạnh. Gì vậy? Nhờ chút nha. Chuyện gì? Đứa này cho anh Lâm giùm tôi đi. Gì vậy? Thì đưa giùm đi. Tôi giao cho ổng mẫu vẽ, nhưng mà không biết ổng có hiểu hết những gì tôi vẽ trong đó không, nên tôi viết giấy hỏi ổng. Trời trời, mày bày trò quá. Muốn nói gì á thì nói lên văn phòng nói. Mày đặt viết thư đồ nữa. Bà cũng biết là tôi không muốn nói chuyện với ổng mà. Nhưng mà công việc là công việc, ghen là ghen. Ê, không có ghen à. Tôi chỉ là tôi không muốn nói chuyện thôi à. Chẳng lẽ giờ suốt đời im lặng? Bây giờ bà có đưa giùm tôi không? Bà nói nhiều quá à. Hay là tôi nhờ ông Bi cũng được. Đây đây. Thôi tự nhiên cái làm chuyện rồi bu. Có gì thắc mắc thì viết vào giấy rồi. Thấy ghê quá à. Vô duyên quá à. Đi đi. Còn hơn rồi bu nữa. Đợi tôi đi. Em xuống xưởng được này cho Út May giùm anh. Ủa, chỉ có vậy thôi hả? Còn gì nữa không anh? Hết rồi. Hết thiệt chưa đó. Bác công á, em đi đường hồi rồi kia em quay lại hoài. Em á mà bị sái cổ á, có tật á, nhìn thấy ghê lắm á. Hết rồi mà. Vậy em đi nha. Chắc rồi nha. Đi đâu ạ? Trời ơi, bà đi đâu vậy? Cái ông Lâm á, hôm nay ông bị tưởng hay sao má. Làm như ông thấy tôi đẹp quá đó. Tự nhiên ông bị khớp hay sao á. Ông gặp tôi, ông nói năng búa xua hết trơn á. Làm tôi không hiểu gì trơn á. Nè, còn viết thư cho Út May nữa nè. Kêu tôi chuyển giùm nữa đó bà. Rồi, giống như Trang. Đâu? Tao cũng vậy nè. Đâu? Đó, coi nè. Bàn công việc mà cũng viết thư nữa. Có gì thắc mắc thì viết vào giấy rồi đưa qua đây. Trời ơi, mấy má rảnh dễ sợ luôn á. Ông kia viết gì đọc tôi nghe. Từ từ, để tôi coi coi. Trời ơi, chủ đề là chia xa. Em vẽ những ngọn sóng xô vào nhau. Anh chưa hiểu sự cách điệu của em như thế nào. Trời ơi, công nhận sến dễ sợ luôn đó má. Trời ơi. Thôi thôi, bây giờ tao mày đổi thư nhau đi. Rồi đó. Rồi. Ờ, thôi mày vậy đi. Mày vô trong Lâm đi, tao đưa chốt mày. Ờ. Nè, hồi âm rồi đó. Rồi nào bà đưa giùm tôi nha. Năn nỉ mệt. Dạ. Mấy em. Gì vậy? Sao thôi, rồi? Thôi tao mệt quá. Tao mệt, tao muốn xỉu luôn á. Thôi tôi không làm đâu. Bà đem luôn đi. Hai người này khùng điên ba trợn gì á, làm cho tụi mình mệt thêm á. Khỏi đi. Tôi không chuyện nữa đâu. Mệt quá, ngồi đây nè. Ngồi đây đi. Mệt quá. Đi vô đi ra rồi muốn gì gặp nói chuyện đi. Mệt dễ sợ. Ủa? Dạ làm gì ngồi đây nhìn mệt vậy? Dạ tụi con đang làm văn thư thời bình. Mệt muốn ná thở luôn bác Nhung. Trời ơi, mà làm vụ này làm công quả đó bác Nhung. Không có tiền lương gì hết trơn á. Là sao? Công quả, văn thư thời bình là gì? Bác không hiểu. Như vậy nè bác. Nè. Đó. Mệt luôn đó bác Nhung. Rồi rồi, được rồi. Để bác xử lý chuyện này cho. Đưa đi cho bác. Đội ơn bác. Dạ, con cảm ơn bác. Chắc nguyên ngày nay tụi con chạy rác đừ luôn quá. Dạ, tụi con chạy muốn mỏi chân luôn vậy đó. Thôi hai đứa đi làm việc. Dạ cảm ơn bác. Đi đi. Trời ơi, mừng quá bà ơi, hết đi nữa rồi. Chào anh Tám. Tới bây giờ mới dắt xác tới hả mày? Có tiền trả tao chưa? Dạ chưa anh. Dạ anh uống gì anh? Cho anh ly cà phê đá. Dạ. Giữa mặt tao hả mày? Chưa có tiền mà đòi gặp tao hả? Mày hứa với tao là 3 tháng mày trả cho tao. Dạ anh Tám yên tâm, em chưa có tiền nhưng em có hàng độc. Hàng độc gì hả? Gọi bà chủ ra đây đi, em báo tin. Nhưng mà phải có thưởng cho em nha. Để coi có tin gì đã. Ê, mày về mày gọi bà Hương ra đây. Dạ. Dù gặp phải chuyện gì thì cũng phải gặp mặt, tâm sự thẳng thắn, chứ ai đâu đi làm việc này. Khổ lắm cô Hai. Con cũng muốn như vậy, nhưng mà Út May không chịu. Con biết mình có lỗi nên đâu dám đòi hỏi gì đâu. Con cũng mong Út May hiểu tấm lòng của con, chứ giận vậy hoài con khó chịu chết luôn. Bây giờ con nói thật đi. Con phải hết sức thật lòng nha. Con nói với cô Hai chuyện con Dung với con ra sao. Con nói rồi, hôm đó con sai. Con đâu biết gì nữa đâu. Con chỉ nhớ mang máng là con rượu với Dung xong con chẳng nhớ gì hết á. Đến lúc thức dậy thì cái này mọi người ai cũng biết hết rồi. Con hoàn toàn không có tình cảm nào với Dung hả? Cô Hai, con xin thề, con yêu May như thế nào thì ai cũng biết hết mà. Dung nhiều lần dè dãn con, nhưng mà con cự tuyệt. Con nói thiệt mà. Nếu như vậy thì cô thấy yên tâm rồi. Cô hiểu con mà.